Cô thân chào các em học sinh thương mến. Hôm nay cô trò mình sẽ tìm hiểu về chương 9, vai trò của thực vật. Thì ở chương này cô sẽ làm theo chủ đề. Chủ đề 1, thực vật giúp điều hòa khí hậu. Chủ đề 2, thực vật bảo vệ đất và nguồn nước. Chủ đề 3, vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người. Chủ đề 4, bảo vệ sự đa dạng của thực vật. Hôm nay cô trò mình tiếp tục tìm hiểu về chủ đề 1, thực vật góp phần điều hòa khí hậu. Các em nhìn cho cô sơ đồ. Các em thấy sơ đồ này có quen thuộc với các em không nào? Rất là quen thuộc luôn các em à. Đây chính là sơ đồ quang hợp. Dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời, lá cây sử dụng nước, khí carbonic để tạo ra chất hữu cơ và đồng thời thải ra ngoài khí oxy. Khí oxy do cây xanh tổng hợp ra được cung cấp cho ai? Khí oxy này được tạo ra để cung cấp cho các sinh vật sống trên trái đất này, kể cả con người của chúng. Chúng ta thấy là mỗi một năm hecta rừng đã thải vào trong không khí là từ 16 cho đến 30 tấn khí oxy. Như vậy cái khí oxy này do cây xanh tạo ra nó đã phát tán vào trong không khí và nó duy trì sự sống ở mọi nơi. Chúng ta sang phần 1, thực vật giúp điều hòa khí hậu. Cô có cùng một khu vực địa lý, nhưng mà cô có hai nơi. Một nơi là ngoài khu chỗ trống, cô còn gọi là A, và trong rừng cô gọi là khu vực B. Và cô có các yếu tố khí hậu sau. Thứ nhất là ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, gió và lượng mưa. Các em hãy dự đoán giùm cô là ở ngoài chỗ trống và trong rừng, những cái yếu tố khí hậu này nó như thế nào. Các em làm nhanh cho cô. Chúng ta thấy là ngoài chỗ trống thì ánh sáng là sao các em? Nhiều, gay gắt. Trong khi đó trong rừng ánh sáng yếu. Ngoài chỗ trống nhiệt độ nóng, có nghĩa là nhiệt độ nó cao. Trong khi đó trong rừng nhiệt độ nó thấp. Độ ẩm ở ngoài chỗ trống nó khô. Là độ ẩm nó sao các em? Thấp. Trong khi đó trong rừng độ ẩm nó ẩm, có nghĩa là độ ẩm nó cao. Gió. Ngoài chỗ trống gió thổi mạnh. Trong khi đó trong rừng thì gió thổi yếu. Tại sao ngoài chỗ trống nắng nhiều gay gắt hơn là ở trong rừng? Ngoài chỗ trống nắng nhiều gay gắt hơn trong rừng vì ở trong rừng có những cái tán cây nó che bớt ánh sáng. Tại sao ở ngoài chỗ trống nhiệt độ nó cao hơn ở trong rừng? Vì ở trong rừng nó có những cái tán cây nó cản bớt ánh sáng. Tại sao ngoài chỗ trống độ ẩm nó thấp, trong khi đó ở trong rừng độ ẩm nó cao? Vì ở trong rừng còn có cây xanh. Và chúng ta biết là cây xanh nó có hiện tượng gì ha các bạn? Thoát hơi nước qua lá. Cho nên khi mà các bạn đứng dưới gốc cây, bao giờ các bạn thấy khu vực ở đó sao các bạn? Mát mẻ hơn, đúng không nào? Tại sao ở ngoài chỗ trống gió nó thổi rất là mạnh, trong khi đó trong rừng gió thổi yếu? Vì ở ngoài chỗ trống sao các bạn? Nó không có ai cản gió hết. Trong khi đó trong rừng nó có những cái cây nó cản tốc độ của gió. Vậy các em thử dự đoán cho cô biết là lượng mưa giữa hai nơi, ngoài chỗ trống và trong rừng sẽ như thế nào? Ngoài chỗ trống mưa nó sẽ như thế nào các bạn? Mưa nó sẽ ít hơn so với ở trong rừng. Thế thì nguyên nhân nào khiến cho lượng mưa ở hai nơi này khác nhau?
trong rừng mưa nó nhiều vì ở đây là có độ ẩm nó sao các bạn? Độ ẩm nó cao hơn so với ngoài chỗ trống, và chúng ta biết là yếu tố khí hậu tạo nên mưa đó chính là gì các bạn biết không? Hơi nước trong không khí. Vậy nguyên nhân nào khiến cho khí hậu giữa hai nơi A và B khác nhau? Đó chính là cây sâm. Nhờ tác dụng nào mà thực vật lại góp phần điều hòa khí hậu? Nhờ tác dụng gì các bạn? Cản bớt ánh sáng, giảm tốc độ gió, làm tăng lượng mưa của khu vực, nên thực vật đã góp phần điều hòa khí hậu. Các em ghi phần bài này cho cô. Rồi chúng ta sẽ tiếp về vấn đề 2. Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường. Các em quan sát một số hình ảnh sau. Đây là những cái hình ảnh gây ô nhiễm môi trường. Nguyên nhân nào gây ô nhiễm môi trường? Đó chính là cháy rừng này các bạn. Đốt phá rừng, xả rác trên các dòng sông, chặt phá rừng bừa bãi và khói thải của các nhà máy. Chúng ta biết là khí thải ở các nhà máy này là nó thải ra rất nhiều khí carbonic và bụi. Thì chúng ta xem là biện pháp làm giảm ô nhiễm môi trường như thế nào. Đầu tiên là chúng ta phải trồng xanh, phủ xanh các rừng. Thứ hai là chúng ta phải vệ sinh môi trường và chúng ta chăm sóc cây. Và thứ ba là chúng ta phải trồng cây xung quanh các nhà máy. Đúng không? Tại sao chúng ta phải trồng cây xanh ở xung quanh các nhà máy nè với em? Chúng ta biết là khói của những nhà máy này nó thải ra rất nhiều khí carbonic và bụi. Thì người ta trồng cây xung quanh các nhà máy để làm gì? Để nó làm gì với em? Lá cây có thể tác dụng ngăn bụi, diệt một số vi khuẩn, làm giảm khí độc, tiếng ồn, cho nên nó cũng là góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường. Và chúng ta ghi phần bài này cho cô. Chúng ta thấy là hiện nay thế giới mình đang yêu cầu mọi người là tiết kiệm năng lượng, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu. Chúng ta sang cái sơ đồ ha. Thì hồi nãy cô đã nói là do vấn đề là giảm tải chương trình, cho nên là bộ không có đưa vào vấn đề là thực vật giúp cân bằng oxy và khí carbonic trong quang hợp là nhờ vào quá trình quang hợp. Thì cái này cô chỉ nói sơ qua thôi cho các em hiểu. Thực vật giúp điều hòa khí hậu là nhờ vào tốc cản bớt ánh sáng, giảm tốc độ gió và tăng lượng mưa của khu vực. Và vấn đề thứ ba là thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường. Thì lá cây có thể có tác dụng ngăn bụi, giảm khí độc và giảm tiếng ồn, diệt vi khuẩn gây hại nữa nha. Thế trả lời câu hỏi cho cô, tại sao người ta ví gừng cây như là một lá phổi xanh của con người? Vì sao? Vì gừng cây có thể duy trì sự cân bằng khí oxy và carbonic trong không khí, giảm nhẹ ảnh hưởng của các chất thải khí độc làm sạch trong môi trường. Vì vậy nó được xem là lá phổi xanh của con người.
À, thấy không? Rồi dặn dò: các em học bài và đọc cho cô phần em có biết. Bài học hôm nay của cô trò mình đã kết thúc rồi. Cô chúc các em học tốt. Thân chào các em.